Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Thanh Bình Đắk Nông. Tất cả anh chị em và các bạn để ý cái ranh biên mà em vẽ lại trên màn hình. Tổng diện tích của cái mảnh này là 1,9 hectare trên sổ. Đất bám view hồ, nước bao la. Trên đất thì bác chủ đã trồng sầu bơ và cà phê đang có thu. Mảnh đất này rất là thuận tiện. Từ vị trí đường tỉnh lộ 681 vào đất của mình chỉ rơi vào khoảng 800m. Đất này thì đất đỏ ba gian tơi xốp quý vị nhé. Đất này thì rất là kín gió, thuận tiện để mà trồng cây ăn trái, làm khu nghỉ dưỡng. Đất này tọa lạc tại xã Đắc Rờ Tích, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Giá thì em xin được treo lên cái tiêu đề mô tả. Quý vị và các bạn vào tiêu đề mô tả để tham khảo cái giá. Đây là cái view hồ, hồ đập thủy lợi. Nói chung mùa này là mùa khô, nước rút rồi nhưng mà nước còn rất là nhiều luôn. Bên cạnh đó thì khu dân cư lân cận, mật độ dân cư rất là cao, điện đài cũng rất là gần. Quý vị để ý lại cái ranh biên. Em xin nhắc lại là cái mảnh đất này là tọa lạc tại xã Đắc Rờ Tích, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Mảnh đất này thì cách Ủy ban nhân dân xã trường cấp 1, cấp 2 rơi vào khoảng 3 km. Và trường mẫu giáo mầm non thì nó khoảng mấy trăm mét đến 1 km. Nói chung là mảnh đất này khá thuận tiện quý vị ạ. Những cái mảnh đất này thì mà giờ còn thì cũng rất là khan hiếm quý vị nhé. Khó để kiếm được một mảnh đất có nhiều cái tiện ích như thế này. Từ cái khu vực mà khu dân cư đông đấy, đi theo con đường nhựa ra đến tỉnh lộ thì cũng còn khoảng độ vài trăm mét nữa thôi. Đất này bằng lại đẹp, đất này là toàn bằng chứ không có dốc quý vị nhé. Cả nhà để ý cho em lại cái ranh biên này. Mảnh đất này là 1,9 hectare, tọa lạc tại xã Đắc Rờ Tích, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Trên đất thì nguồn thu của bác chủ đã trồng rất là ổn định luôn rồi. Các anh chị mua vào thì chỉ có chăm sóc và thu nhập và trồng thêm cây ăn trái và làm nhà để nghỉ dưỡng thôi ạ. Đất mình thì có hệ thống đường đất trên sổ đến vị trí đất mình luôn quý vị nhé. Quý vị xem kênh thì vui lòng cho em xin một like và một lượt đăng ký kênh. Nhấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những cái mảnh video clip mà em đăng lên. Những cái mảnh đất rẻ đẹp đó thì khi em đăng lên thì máy nó sẽ báo. Mà khi máy nó sẽ báo thì quý vị dễ tiếp cận được với những mảnh đất rẻ đẹp. Vâng, em xin được chào quý vị và các bạn. Hẹn quý vị và các bạn lại những video clip sau. Xin được chào quý vị và các bạn ạ.